là cái tượng thờ của cụ. Chỗ này là các đồng đạo, những người xa gần tỏ lòng thành kính với Ngài và dâng lên những vật phẩm cúng như thế này. Đây là ngôi mộ của cụ đây. Đây bà con thấy em gái đứng phát không ngưng tay luôn không? Hay là anh quay YouTube chứ anh không có chụp hình. Chỗ này có chỗ cấp thuốc miễn phí luôn nè bà con. Cái cho lên TV luôn ha. Đông đến cỡ đó nó phục vụ là phải như vậy mới được. Mà cơm là phải chà bá lửa như vậy đó. Cơm là phải đội bằng thúng dê luôn. Thì ra là anh trai ngoài kia là xây đậu nành, đậu nành, đậu xanh á, cái đem vô đây mình nấu là này, những cái lò nấu đậu hũ nè. Có những cái motor nó đánh như vậy đó. Cái đồ. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Gió Phương Nam. Thì sáng hôm nay Gió Phương Nam đang có mặt tại Gạch Giá mọi người để dự một cái lễ của một vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, một cái lễ hầu như là có thể được coi là lớn nhất miền Tây. Ngày xưa cụ Nguyễn Trung Trực bị Pháp bắt và hành quyết chặt đầu tại Gạch Giá này. Cụ là một cái người anh hùng rất là yêu nước, chống Pháp, kháng chiến chống Pháp. Nhưng vì chữ hiếu cụ phải hy sinh, vì chữ hiếu và vì nhân dân cụ phải hy sinh, nên là cụ được phong là quan thượng đẳng đại thần theo sử sách ghi lại. Thì mình đã có mặt tại Gạch Giá để quay lại không khí lễ hội như để gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng theo Gió Phương Nam đi vào phía trong khu vực lễ nhé. Nãy giờ mới biết em gái này tên Tú đây hả? Dạ em tên Tú. Tên Tú. Đây cái chỗ mà hai giữ xe hỗ trợ đình 3.000 một chiếc 3 ngày nha anh chị ơi. Qua đêm 10.000 luôn. Dạ. 3 ngày 3 ngày. Có 3.000 thôi nha chị ơi, hỗ trợ đình luôn chị ơi. Thấy cái thấy cái giọng gao nghe hay quá mà chưa thấy mặt nè. Dạ. Tới cổ vậy. Bởi vậy mở câu trang được. Rồi quán. Nước khóm đặc sản cắt cậu lên chị ơi, nhà làm nước khóm thương hiệu Cô Gạo. Đây cho anh mượn cho nước khóm rồi. Đây nước khóm Cô Gạo nè bà con. Dạ. Một chai gì nhiêu em? Dạ chai này 15.000 anh ơi. Một chai 15.000. Nước khóm tắc cậu luôn, Cô Gạo thương hiệu luôn, rất là hữu duyên đó mọi người. Khi mà mình gửi xe cái em gái chỗ giữ xe biết mình là kênh YouTube Gió Phương Nam nên tặng cho mình một cái chai nước khóm ép như thế này. Thật sự là cái một cái niềm vui của một những người làm YouTuber như mình ha. Rất là thơm ngọt luôn mọi người. Thơm. Hồi lúc trước mình có đi chỗ tắc cậu á, mình có uống những cái chai nước khóm ép như thế này nè. Cái mùi vị cũng ngay cái gốc á. Bây giờ mình uống cái mùi vị này cũng y chang vậy luôn, thật sự là quá ngon. Đây mình sẽ quay cái khung cảnh mà chỗ nơi gửi xe của anh trai gần cái bến tàu. Mọi người đến đây thì cứ ghé vào đây và gửi xe của anh trai ha. Của em gái luôn. Rồi mình cứ đi vào đình của Nguyễn Dực rất là gần luôn. Hai anh em mình mới vừa gửi xe ở trong cái chỗ này nè. Quay về cái không gian xung quanh chỗ gửi xe có thể là gửi được xe hơi luôn. Đó. Mình gửi xong bắt đầu mình đi vô chỗ đình thờ của Nguyễn Trung Trực nha. Một cái nơi gửi xe có một em gái rất là xinh đẹp. Bà con mình đi lễ nè mọi người, từ khắp tất cả các nơi đi đến đây để dự cái buổi lễ. Bà con mình hôm nay là khá đông á, rất là đông luôn. Hôm nay là ngày 26 tháng 8 âm lịch, rất là đông. Bà con mình đi tới từ các nơi luôn. Đây mọi người thấy không? Ở đây là một phía trước mặt mình là cái cổng chào á mọi người.
Đó, mọi người thấy bà con mình đi lễ đông không? Phía đây là ở ngoài thôi, đi vào trong còn rất là đông hơn nhiều hơn nữa. Tại vì cái ở đây là chỗ cụ Nguyễn bị Pháp hành quyết, nên là hầu như được coi là chỗ chánh lễ luôn. Chứ ở cái lễ của Nguyễn Dương Vật này thì tất cả các tỉnh đều có tổ chức, những cái chi nhánh đều có tổ chức, nhưng mà chỗ đây là một hầu như được coi là một cái gốc có mộ của cụ luôn. Bà con đi đông quá luôn. Đó, mọi người thấy, hai chào mấy cô nha. Mấy cô đi lễ luôn nè. Đây. Mọi người thấy không, mấy cô mình là phái đoàn, đi theo phái đoàn đi tất cả các nơi luôn. Thôi, mình sẽ đi tranh thủ vào phía bên trong. Có một cái câu nói mà trước khi Pháp chặt đầu cụ Nguyễn á, rất là nổi tiếng của cụ Nguyễn. Đó là câu khi nào người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây. Một câu nói rất nổi tiếng của cụ Nguyễn. Và thêm một câu hỏa hồng nhật tảo quanh thiên địa, kiếm bạc kiên giang khắp quỷ thần. Tạm dịch là lửa bừng nhật tảo rim trời đất, kiếm tuốt kiên giang khiếp quỷ thần. Hai câu nói rất là nổi tiếng của cậu Nguyễn. Đây, vào phía trong khu vực lễ nè mọi người. Cái đoạn đường này đi vào đình á, đình thờ của cụ Nguyễn á. Mọi người thấy không? Ở đây hầu như là cũng phát triển du lịch luôn á mọi người. Nên là thấy bà con mình buôn bán không? Những cái túi xách, những cái nón như bên kia mọi người thấy không? Đây, quay gần gần lại cho bà con mình thấy. Bà con cần đọc chú ý, hiện nay một số tình hội dân có người chân bán số 7 để cấp cứu. Đây là mấy chỗ bán nón đây. Bà con cần đọc thông tin trên thị trang và đề cao cảnh giác của quý vị và sản phẩm này. Khi phát hiện các đối tượng có hành vi trên thì báo về đồn bảo vệ cần thiết để kịp thời phát hiện. Quá đông luôn mọi người ơi. Cái đoàn người ta đi đông lắm luôn á. 9 giờ sáng thôi. Đây, mới vừa đặt chân vào cái đoạn đường này thôi là thấy rất là đông rồi. Đây, bán khô biển và xúc xích. Dạ. Anh bán khô kia quay phim đây nè. Chắc có lẽ là mình sẽ quay cái khung cảnh buôn bán của bà con mình trước khi vào ngôi đình thờ của cụ Nguyễn quá. Thấy tấp nập quá, một cái lễ hội quá vui luôn mọi người. Mọi người có muốn tìm hiểu về lịch sử của cụ Nguyễn Trung Trực thì mọi người lên Google search nha. Rất là nhiều thông tin của cụ luôn. Mình ở đây mình không có thời gian để kể hết cho mọi người nắm vững cái lịch sử của cụ Nguyễn Trung Trực đâu. Kẹo hả? Kẹo bông bơ sữa hả? Đâu, kẹo bông gòn. Kẹo bông gòn bơ sữa. Ủa, một cái kẹo như vậy là bao nhiêu tiền? 10.000. Dạ, 10.000 một cây. Nắng con này con kia thì bán 20 hoặc 25 ha. Rồi nắng con gồng được không? Không làm sừng được. Vậy là kêu ánh nắng con rồng thôi, ánh nắng thành con lươn luôn.
Dạ. Kẹo bông gòn đó mọi người. Đây, thấy cái bàn tay điêu luyện của anh không? À, có ha. Con đó là đang làm là con gì? Con heo hả? Rồi, ra con heo liền ha. Quá đẹp luôn mọi người. Ôi ôi, ra con heo liền. Rồi, công đoạn vô bọc luôn. Quay công đoạn vô bọc của anh làm luôn. Rồi. Vô mà không đúng là nó bị quéo bọc ha. Mình vô bọc vậy mình giữ được lâu. Rồi, mắm ba khía luôn bà con ơi. Đây, những cái càng ba khía to đùng luôn. Càng quá to luôn. Này là mắm tôm. Đúng rồi, rất là đẹp luôn. Mắm đu đủ. Đây ba khía trộn sẵn này ha. Khô biển luôn đó mọi người. Mắm tôm. Đặc sản không ha. Rồi cảm ơn anh trai, chúc anh trai mua may bán đắt buổi sáng nha. Đây dài dài đây bà con mình cũng buôn bán nhiều lắm luôn nè. Khô mực là 40.000 100g bà con ơi. Thì ghé mua khô mực gì dùng luôn. Đây. Quay khô mực cho bà con mình coi cái coi. Đâu, quá ngon luôn. Nghe bà con mình ghé đây là mua khô mực nè. Đây thì bán mấy cái đồ trang sức của nữ. Và bánh trái này kia nọ luôn. Mấy cái loại bánh đi chơi mua đem về ăn cũng được bà con. Dài bên nay bà con mình buôn bán cũng nhiều lắm luôn. Đây, mấy bạn mình đi chơi khá đông luôn. Hello mấy em gái nha. Trời ơi, hello đi hết luôn rồi. Mọi người thấy không, cái tay bắt mặt mừng ha, khi gặp đồng hương đồng đạo ha. Hầu như cái lễ hội của cụ Nguyễn Trung Trực á, thì đa số tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo họ đi rất là nhiều. Tại ngày xưa lúc mà Đức Huỳnh giáo chủ trước khi khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo có dẫn Đức ông là Tăng Sinh đó, là cha của Đức Thầy đi núi Tà Lơn. Thì lúc đó có một mẫu chuyện. Một mẫu chuyện là Đức ông đi trên đoạn đường đi trên núi Tà Lơn. Cái Đức Thầy mới kêu Đức ông lại bái kiến một vị đang ngồi ở trên cái tảng đá tu hành. Sau khi bái kiến thì được vị đó dạy những điều tu hành và giúp dân. Thì Đức ông mới hỏi Đức Thầy vị này là ai. Đức Thầy mới nói là đó là cụ Nguyễn Trung Trực, ngày xưa bị pháp hành quyết tại Gạch Giá, nay có mặt ở núi Tà Lơn này để tu hành. Mọi người thấy một cái điều rất là màu nhiệm ha. Anh trai bán sâm. Sâm biển luôn nha bà con ơi. Sâm biển ở kia 3.000 gói luôn. Của em là gió phương Nam anh ơi. Dạ. Đây bà con mình buôn bán trứng nào nè, những cái đồ ăn đây. Trời ơi, ngon quá luôn, bánh tráng đồ. Rồi bán giải nữa rồi bà con. Dài dài ở đây luôn, rất là nhiều luôn. Này mà cho mấy cái móc khóa đây. Móc khóa mấy cái trang sức gọi là vàng si á bà con. Đây, chỗ này là nước uống, nước giải khát. Mình đi chơi lễ mệt cái ghé đây mua. Xin lỗi bà con, chỗ này là nước uống miễn phí nha. Đây, hồi nãy mình tưởng đâu là buôn bán không, nhưng mà thực sự đây là nước uống miễn phí.
bà con mình đi chơi lễ thấy khát nước thì cứ lại đây lấy uống tự nhiên. Ba bốn trăm lốc rồi nghe nói vậy đó. Ba ngày nữa mới hết lễ hả? Đấy, quá đông luôn rồi. Bà con mình đi chơi lễ đông quá luôn. Đây, em trai mình buôn bán ha. Có cốm dẹp nữa kìa bà con. Mình đi chơi lễ này á thì mình nghe thông báo từ loa phát thanh á là ai có đeo nữ trang hay là vòng vàng thế nào thì cắt lọt hết nha. Ôi chào, đến từ đâu đây mà kêu tôi bằng chú đây? Hai bạn trẻ đi chơi cái gặp mình kêu quay phim luôn. Vòng vàng hay là tài sản gì đó cứ cất ha, để đề phòng bọn xấu nó móc túi hay nó giật dây chuyền gì đó nghe thông báo á. Quá đông luôn rồi. Mấy cô mình đi chơi lễ ở trong đi ra ở ngoài đi vô khá đông luôn. Mà giờ này là nghe nói là mỗi năm là có mấy chiếc xe giống như xe đèn ở lễ 18 tháng 5 vậy đó mọi người. Chắc có thể là tối mới chạy quá. Cái mây me Thái đây bà con ơi. Bán mây me Thái ngồi ăn bánh trung thu hả? Chị vui vẻ rồi quay đó chị ngại quá chị không dám ăn bánh trung thu. Bán mấy cái túi xách ha. Wow, phía bên đây bán quần áo nè bà con. Đây, quần áo của các cô gái, các bạn nữ đây. Thấy chưa? Đủ loại quần áo nam nữ đều có nha. Nó mà đứng rồi lời tới 50.000. Rồi, anh ta mình lại rồi vô. Mọi người thấy trước mặt mình có cây cầu sắt khá đẹp không? Cái cầu này là từ bên kia sông đi qua. Qua phía bên đây là chỗ đình thờ của cụ Nguyễn rồi. Dài dài ở đó mọi người thấy có mấy cái chạy phát cơm từ thiện ha. Của đồng đạo mình ở khắp các nơi lại đây nấu cơm từ thiện cho bà con mình đi chơi lễ. Có đói thì ghé lại ăn khỏi tốn tiền. Đây bà con đi chơi quá đông luôn. Ủa, em là gió phương Nam anh. Gió phương Nam. Dạ. 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 Đây bà con mình đi chơi đông quá luôn nè. Quay YouTube anh. Ở đây là có mấy anh trai mình viết thư pháp ha. Viết thư pháp rất, mình thấy mấy cái nét chữ thư pháp rất là đẹp luôn nè bà con. Đấy, thấy chưa? Mình viết cái tên mình ra cái mấy anh trai viết thư pháp đóng mộc luôn ha. Vậy là có cây mộc luôn. Có cái mộc khẳng định là của chủ quyền luôn. Những cái đấy là mọi người được tặng miễn phí đó. Được tặng miễn phí đó ha.
anh trai bên kia đang viết kìa. Đây là mấy cái vật phẩm đi cúng, cúng heo quay với vịt, mấy cái vật phẩm sôi, đồ nước ngọt khác đồ ha. Đây để quay toàn cảnh giờ này bà con mình đi chơi nè. Đây có người nhện nữa kìa. Đu dây được coi. Con luôn ha. Tụi con đi chơi luôn ha. Hello đồ. Ở đâu con? Vĩnh Hiệp. Vậy là cũng gần đây nè, đi chơi nè chứ đâu. Rồi đi chơi đi, bye bye. Qua đình luôn hả? Đang hỏi chạy cơm miễn phí á. Nó chỉ bên kia. Rồi cảm ơn mấy đứa nha. Rồi bye bye. Hai đứa chào mình ha. Đây bà con mình khá là đông luôn. Nãy giờ mình không biết dùng cái từ nào để nói hết, chỉ có dùng một cái từ là khá là đông hay hoặc là quá đông luôn. Nó bị lập từ hoài, mong bà con cô bác mình thông cảm nha. Tại vì cái cảm xúc mình nó dâng trào đông quá nên mình phải nói như vậy thôi. Được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh năm 1994. Ông tự tiến dạy võ từ nhỏ, 16 tuổi đã thượng tài. Năm 18 tuổi, đây là đền thờ của cụ đây. Đền thờ của cụ Nguyễn Trung Trực. Từ đó danh tiếng ông lẫy lừng, chẳng những về võ nghệ mà cả về đức độ, sự thông minh, phản thái. Khi pháp chiến thành gia đình, Nguyễn Trung Trực đứng lên lập đội dân dũng. Từ nhỏ tuổi nhưng được nhiều người hưởng ứng, tới về gia đình ứng cứu. Trấn Hà Tiên được thành lập năm 1708, dưới triều Nguyễn là một tỉnh thuộc Nam Kỳ Lục tỉnh. Tháng 2 năm 1959, quân Pháp tiến đánh Gia Định, mở màn xâm chiếm Nam Kỳ. Năm Tân Dậu 1889, tượng chỗ mới vừa bước vào đình đây bà con, thì có tượng thờ của cụ đứng trước để bà con mình cúng bái. Chiếc xe được chuẩn bị để đi thỉnh sắc đây hay gì đây, thỉnh sắc của cụ được trên như một cái chiếc kiệu hoa văn rất là đẹp luôn. Đây. Bà con mình chen chúc nhau mà đi lễ ha. Lễ tới mấy ngày mới hết đó bà con. Nghe nói đâu còn 3 ngày nữa mới hết. Ở đây là một địa điểm thôi nha. Ở ngoài Phú Quốc á, nghe bà con nói là cũng rất là đông luôn. Tại ngày xưa cụ Nguyễn Trung Trực đóng quân tại Phú Quốc. Mấy cô mình đang làm hoa hả mấy cô? Dạ, đang kết hoa bằng mấy cái sợi lá á. Mấy cô mình là mỗi người tiếp một tay, mỗi người tiếp một sức để kết những cái hoa như thế này, tạo nên một cái không khí lễ hội cho nó đẹp hơn, hoành tráng hơn và vui vẻ hơn.
Mấy cái hoa được cắm đẹp như thế này là nhờ mấy cái bàn tay của những cô như hồi nãy vậy đó, những bàn tay khéo léo. Những cái hoa này được kết lên xe. Những mâm trái cây như thế này được đem đi dâng lên để cúng. Là một trong những người đầu tiên có công khai phá lập nên tấm người đến đời thân sinh Nguyễn Tương Trực. Gia đình ông đã khá giả, có đất đai. Cái này là phái đoàn, không biết là phái đoàn từ đâu đến nha. Dâng lên những cái dĩa trái cây như vậy, tỏ lòng thành kính với ngài. Ở ngoài trước của ngôi đình, bà con thấy người ta bà con dân hương rất là đông không? 18 tuổi, khá là đông luôn á bà con, dân hương trước cái tượng của ngài. Nghe bà con mình nói là phái đoàn này đến từ Lai Dung. Lai Dung Đồng Tháp á, dâng mấy cái dĩa trái cây lên nè bà con. Tháng 2 năm 1959, quân Pháp tiến đánh Gia Định, mở màn phân chiến Nam Kỳ. Năm Tân Dậu 1959, có Đồng Tháp, có Bến Tre. Quân Định lúc đó giữ tiếp áo cẩm cơ Gia Định, đã chiêu mộ nghĩa quân. Bà con mình nguyên một cái phái đoàn đến từ Đồng Tháp đi vào trong để dâng cúng những cái dĩa, những cái loại trái cây lên cụ Nguyễn. Trộm đất chiếm và bước tới tàu pháp tại dạng đường tảo sông Dạch Cỏ. Mình đã vào phía trong khu vực đình, bà con thấy mọi người đang tỏ lòng thành kính và vái lại ngài, vái lại cụ để cụ phù hộ cho quốc thế dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước Việt Nam này luôn luôn hòa bình và sống trong hạnh phúc thôi bà con. Chỗ này là các đồng đạo, những người xa gần tỏ lòng thành kính với ngài và dâng lên những vật phẩm cúng như thế này, những con heo quay, những một số vật phẩm hoa quả trái cây khác. Mình đang quay á mọi người, có một công từ ở trong đình á kêu mình lại không có cho quay, nói con đi ra ngoài quay đi, quay trong đây bị công an lấy máy, nên thôi tạm thời mình quay bằng cái điện thoại thôi, không dám quay bằng máy lớn luôn. Và khu vực đình thờ của ngài đây, chạm khắc những cái hoa văn rất là đặc sắc và độc đáo ha. Hồi nãy mình dạo xung quanh cái khu vực trong đình, bây giờ mình sẽ đi ra phía ngoài, mình quay cái ngôi mộ của cụ nha. Bà con mình đi đông đúc quá, cái chen lắng nhau, chen nghẹt luôn mọi người. Đợi cô Mười nè, mẹ nó ra trước rồi. Ngôi mộ của cụ Nguyễn nằm phía bên đây. Đây là ngôi mộ của cụ. Để mình đi qua bên kia quay rõ hơn nha, rõ hơn về ngôi mộ của cụ Nguyễn. Đây
Đây là ngôi mộ của cụ đây. Để mình quay cái bảng di tích, cái bảng mà được khắc chữ ở gần ngôi mộ của cụ nè. Đây, cụ Nguyễn Trung Trực. Đó, mọi người có thể đọc rõ cái chữ ha, mình quay như nè. Cụ là một anh hùng dân tộc, một nhân vật lịch sử có thật ở trong lịch sử Việt Nam mình thời chống Pháp, vì lòng yêu nước thương dân và cũng vì chữ hiếu với mẹ mà cụ phải bị giặc Pháp bắt, chứ thực sự mà nói không ai bắt được cụ hết. Cụ là một cái người văn võ song toàn. Mình nghe ông bà xưa mình nói kể, cụ đứng bờ bên sông bên đây mà nhảy một cái là bay qua bờ bên sông bên kia một cách nhẹ nhàng. À, những cái đồn Pháp như ngày xưa đồ này, cụ nhảy một cái là ra vô bình thường. Những cái hàng rào, những cái tường thành như thế nào không có làm khó được cụ đâu, bởi không ai bắt được cụ hết. Nhưng mà vì chữ hiếu của mẹ, giặc Pháp bắt mẹ cụ, kêu cụ phải ra đầu hàng. Mấy nó giết mẹ và giết dân làng ở Gạch Giá này. Vì chữ hiếu, vì chữ nghĩa mà cụ phải ra lập mình cho Pháp. Sau những lần mà chiêu hồi dụ dỗ để cụ làm việc cho nó thì cụ không chịu. Cụ nói phải cho cái chức nào mà chặt được hết đầu người Tây thì cụ mới làm. Như vậy là Pháp quyết định chặt đầu cụ luôn, xử tử cụ luôn. Thì một cái chữ M này không phải là một cái vấn đề. Chỗ mộ của cụ rất là đông bà con mình ha, mình đến đây chiêm bái và khấn vái cụ, phù hộ cho bà con mình luôn luôn có những ngày an bình và hạnh phúc nhất. Ở phía ngoài đền thờ của ông á, gần ngôi mộ có một cái cây cổ thụ rất là to luôn mọi người, cây bồ đề. Và bên kia thì có cây me rất là to luôn ha. Mấy cô chú mình đi lễ ở đây nè, mệt nè, ngồi nghỉ mệt nhiều lắm luôn nè. Đó, và ở bên đây là mấy cái chỗ mà có những cái võng á mọi người. À, khi mà mình đi mệt á, mình có thể ghé vào đây có võng để mình nằm luôn, một miễn phí luôn á mọi người. Đây, bà con mình đi đông vô số kể luôn, rất là đông luôn ha. Đây quá nhiều võng luôn. Ai mệt thì cứ lại nghỉ, hoàn toàn miễn phí. Ở đây người ta phục vụ võng miễn phí nè, nước miễn phí nè, cơm miễn phí nè, dành cho những người từ nơi xa tới, có thể ở 2-3 ngày cũng vẫn được. Rất là dài luôn á mọi người. Nè, dài với người sao nè. À, quá nhiều luôn, quá dài luôn, không thể nào mà quay hết được luôn. Thì cái dãy này cũng có bà con mình buôn bán đây, quần áo, vải rất là nhiều luôn nè. Đó, mình đi không hết nổi đâu, dài quá dài luôn rồi. Chắc có thể là mình quay lại khu vực phía trước thôi. Đây, khi mình đi mệt thì có những cái nơi phục vụ trà hải mị, cà phê hải mị, có miễn phí không? Bao phí luôn. Đây bà con thấy không? Ai bao ngon luôn ha. Bởi vì mà nó dạ
Dạ. Đi đem cà phê rồi đi hết nổi luôn ha. Dạ. Mà nói chung thấy cái gì miễn phí là ngon hết trơn à. Đây. Những cái ly trà như thế. Dạ tùy theo trường hợp mà mình miễn phí á. Dạ cà phê Hải Mỹ rất là ngon, hoàn toàn miễn phí luôn. Ồ nãy giờ hết cà phê rồi hả? Hết cà phê rồi còn trà đường không à? Trà đá không à? Này, mình sẽ qua bên đây mình quay đây. Đây. Thấy cô ngồi làm mà chủ đó hả? Đúng rồi. Ôi, sếp. Dạ rồi, cảm ơn luôn. Đang bây giờ lấy cái tay mở mở khẩu trang ra mới uống được. Bà chủ nhìn tướng thấy sang quá sang luôn mà. À, cà phê Hải Mỹ nè. Dạ. Đẹp giống bà chủ vậy đó ha. À, rất là khỏe mọi người. Khi mình đi chơi mệt á, mình ghé cái mình có một cái ly trà đường như thế này nè của cô nè cho mình nè. Thấy rất là khỏe luôn. Dạ. Dạ còn qua đây luôn. Quay mấy cô bán nước đá, ủa mấy cô bỏ nước đá luôn. Đây để qua đây quay rõ hơn nha bà con. Mấy công việc của mình làm, mình làm chừng nào mình phục vụ chừng nào hết lễ thôi nha mấy cô. Trời ơi còn mấy ngày nữa mới hết lễ á. Đây làm chừng nào đưa ông đi rồi mới ngưng. Dạ chừng nào mới đưa ông đi cô? Dạ 28 ha. Cái ngày nào là ngày chánh lễ cô? À, ngày 28 là ngày chánh lễ đưa ông đi. Phục vụ gì đi thấy mệt nhưng mà rất là vui luôn đó bà con. Mình được phục vụ đồng bào mình đi chơi lễ của ông là cũng là một cái điều phước đức. Đây. Đây bà con thấy em gái đứng phát không ngưng tay luôn không? Đó. Dạ. Phục vụ nước rất là chu đáo, nhiệt tình luôn đó bà con. Mình đã ra ngoài rồi bà con ơi. Ở trong đó đông quá, chen chúc mệt quá luôn. À, quay mấy cô mình cái coi. Dạ con chào mấy cô nha. Mấy cô mình là phái đoàn đến từ tỉnh nào đấy mấy cô? Đến từ đâu mấy cô? Dạ Phú Hòa Long Xuyên hả? Dạ đồng hương với con luôn rồi. Con đến từ Long Xuyên đây. Mấy cô đi mệt quá ngồi nghỉ mệt đây. Rồi chào mấy cô hết. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi về phía trước để đi kiếm cái chạy cơm. Chạy cơm miễn phí. Giờ này mình cũng hơi bị đói rồi. Em trai mình tập múa lân ha, biểu diễn đồ tập trước cho nhuần nhuyễn cái đi, làm tới lễ phục vụ mới được chứ. Không biết anh bạn mình đi đâu mất tiêu rồi, nãy giờ hai thằng đi chung mà đi cà sượt phía trước á, mất tiêu luôn. Hai chào. Quá đông luôn rồi. Rồi dính rồi đó anh. Trời kêu quay mặt em nè. Luôn chứ đâu có bỏ được.
Cái này là anh quay YouTube chứ anh không có chụp hình. Chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Chào mấy đứa nha. Của anh là gió phương Nam em ơi. Rồi, cảm ơn em. Mình đang đi cái kêu mình lại anh chụp cho em kiểu hình, đâu biết mình quay YouTube đâu bà con. Rồi, đây là chạy cơm số 3. Chạy cơm số 3 đang bị thất thủ luôn rồi. Quá đông luôn. Giờ không biết làm sao mà chen vô chổng nữa. Chạy cơm miễn phí nha bà con. Quá đông luôn. À, có cho những cái nước uống miễn phí nữa nè. Đó, nước miễn phí đây bà con ơi. Dạ vô. Vô. Dạ, chút ra quay phim nữa. Nè, đứa học sinh nè, nó cũng đi chơi lễ nè. Quá đông luôn, thất thủ luôn rồi, không thể nào vô được luôn. Gió, gió phương Nam, gió phương Nam. À. Rồi. Đây bây giờ không biết làm sao mà mình chen vô trong được nữa, đông quá luôn rồi. Quá đông luôn bà con ơi. Ở đây cũng là một cái chỗ cho nước miễn phí đây. Nước cam miễn phí luôn quý vị ơi. Giờ ngon giờ ngọt luôn kìa. Đó anh quay mấy cô thì nước cam miễn phí đây. Đây chỗ này có chỗ cấp thuốc miễn phí luôn nè bà con. Thôi chữ thập đỏ gạch giá điểm cấp phát thuốc miễn phí luôn. Hội quân dân y. Bà con mình đi chơi có mệt có bệnh gì cũng có thuốc ngủ miễn phí luôn nha. Rất là đông luôn, những y bác sĩ ngồi đây để phục vụ những thuốc tây miễn phí cho bà con mình, bệnh hoạn gì cứ lại đây. Đứng từ cái góc này bà con mới thấy là người ta đi đông không. À, không biết bao nhiêu người mà đếm cho sể nữa. Rồi làm như thế nào để mình được chen vào phía trong mà mình được dùng cơm đây bà con. Quá đông luôn rồi. Đây, xem lại cho bà con nhìn nè. À, người thì đông như kiến cỏ luôn. Đó, dòng người đua chen nhau chen chút như vậy đó. À, mọi người thấy còn dài dài đằng kia nữa mọi người. Ở đây là chạy cơm số 3 nghe, còn mỹ mỹ phía trong nữa là chạy cơm số 2, chạy cơm số 1 nữa, đông như kiến cỏ luôn. À, cố gắng mà chen vô phía trong quay cho bà con mình thấy. Cô mình đang dùng cơm. Alo, đi ra ngoài này nè, quá xá. Quá xá là đông luôn. Này hút ba hành rồi nằm chết. Đây. Những cái chạy cơm như vậy là hoàn toàn miễn phí luôn. Chào anh trai. Đây là một cái chỗ cắt cam ra để phục vụ cho những cái ca nước hoàn toàn miễn phí. À, cắt video mệt lắm đó, ba. Bên đây là cái chỗ phục vụ cho bà con mình đây.
Làm gì cảm thấy mệt không em gái? Mệt nhưng mà vui ha. Quá vui luôn. Gió phương Nam anh ơi. Gió phương Nam. Gió phương Bắc mới coi. Gió phương Nam bữa nay bay đến Gạch Giá để quay về lễ của ông Nguyễn Trung Trực, một vị anh hùng dân tộc. Nước ca miễn phí bà con ơi. Bà con mình có thấy một cái lễ hội ở địa phương nào mà như ở miền Tây mình không? Bà con thấy những cái đồ ăn thức uống hoàn toàn miễn phí. Bà con mình rất là nhiệt tình vui vẻ mà cung cấp cho mọi người đi lễ. Thật sự mà nói mình cũng chưa đi ra mấy cái lễ hội ngoài miền ngoài như thế nào, nhưng mà mình thấy lễ hội ở miền Tây mình thật sự là đặc sắc. Chào em gái. Cho lên TV luôn ha. Mấy đứa này nó đi chơi nè. Toàn bộ là mặc áo trắng không ha. Đây bà con mình đây. Đây đây đây, đứng lại đây, đứng lại đây là quay liền. Đứng lại đây đó. Hello. Chào mọi người. Vui lắm ha. Quá vui luôn. Rồi đi chơi vui vẻ nha. Mấy em nhỏ học sinh đi chơi á, gặp mình hello các kiểu luôn. Hello mấy người đẹp. Mấy người đẹp đi chơi lễ á, cái mình quay dính cái gì gặp mình là hello liền vậy đó. Đây bà con đang dùng cơm. Cơm miễn phí hoàn toàn là cơm chay nha mọi người. Đây để con xin phép quay cái cơm chay của mình cái cô. Đây cơm miễn phí toàn bộ là cơm chay không nha. Đó. Mọi người thấy rất là đặc sắc không? Ê, bà con thấy không? Giờ này cũng gần trưa rồi nên mọi người dùng cơm rất là nhiều. Quá xá là đông luôn bà con ơi. Không thể dùng từ nào mà diễn tả được hết á. Đi hồi sớm giờ á, thấy người ta ăn không bao giờ mới thấy được cái chỗ mà phục vụ bà con cô bác mình nè. Đấy những cái tô hủ tiếu như thế này. Được nấu trên một cái nồi to đùng như thế này nè bà con. Bà con thấy nồi rất là to không? Đây đậu hũ, nấm rơm, củ cải các kiểu luôn. Phục vụ bà con cô bác mình hoàn toàn miễn phí luôn nha. Đây bà con thấy không, đồ ăn mà nấu như vậy đó, nấu bằng dâm luôn đó bà con, nguyên một cái nồi tổ bố chà bá lửa luôn. Đây cà đây, quá là nấm kho cà. Dạ nấm kho cà, tàu hũ chiên, cái chảo chà bá lửa luôn hả chú. Đó. Nấu bằng cái len đó mọi người, cái len cái sản luôn á chứ không phải là bình thường được. Người ta đông đến cỡ đó nó phục vụ là phải như vậy mới được. Chỗ này bà con mình nè, nấu ăn nè, đãi tiếp nè, mọi người thấy không? Mấy cô mấy chú mình bên đây nè, người tay người chân làm tiếp cho cái lễ hội diễn ra đặc sắc luôn. Rất là nhiều luôn rau củ quả mọi người. Xả ha, đây là khu vực xả. Mấy cô mình lặt xả nè. Đó mọi người thấy ở đây là nấu cái nào cái nấy bằng cái nồi chà bá lửa chứ gì nè, là mới đủ phục vụ được. Mấy chú này thì sắc xả bằng máy
rồi nè nè chú. Nấu cơm đây bà con. Ôi ôi cái nồi cơm. Mà cơm là phải chà bá lửa như vậy đó. Cơm là phải đổi bằng thúng dê luôn. Để mình lên trên quay luôn. Wow, cái nồi cơm. Cái nồi này nấu chắc mấy chục lít gạo. Dài dài kia là để coi mình đếm coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hình như là khoảng hơn một chục cái nồi đó bà con. Quá nhiều luôn. Hai bên 20 cái. Ôi ôi. Bên là 10 cái nè, nồi cơm như vậy nè. Đấy. Cơm là phải đội bằng cái thúng dê vậy nè. À, quay cho bà con thấy. Không có nơi nào bằng miền Tây mình hết. Bằng cái lễ của ông cụ Nguyễn này nè. Là quá trời luôn rồi. Nấu mà để bằng cao su vậy luôn á. Ở đây thì mấy cô mình sắt bắp cải ha. Tạo ra nhiều món chay rất là đặc biệt. Nè. Cái nông sản này á, bà con mình á, người ở khắp mọi nơi, người tiếp món này, người tiếp món kia. Để lễ hội được diễn ra một cách hoàn mỹ hơn. Ai cũng người góp công, người góp của, ha, người góp sức. Một cách tự nguyện, không ai ép buộc ai hết. Này. Cô này, mấy cô này đang ngồi gọt núm. Dạ chào mấy cô. Đang ngồi gọt núm. Dạ. Bên đây có cái chảo cô đang xào củ hành với đậu hũ. Dạ. Dạ quay cô lại một lần nữa ha. Dạ đưa cô lên đài luôn ha. À, cô này ngồi gọt mướp nè. Quá vui luôn ạ. À. À, hồi có cái cô hồi nãy đồng hương với mình, cô nói là cô ở Long Xuyên. Đây bà con mình đây. Dạ kênh gió phương Nam cô. Dạ. Đây đồ nông sản mà được làm rồi để như vậy đây. Để bằng những cái sọt lớn như vậy đó. Bên đây là cái khu rửa chén, cho khu rửa chén lên phim luôn. Dạ hello chào cô. Chén để tiếp tục phục vụ những cái vị khách mới tới nữa. Chỗ này máy ồn quá bà con, máy ồn quá mình không có vô quay. Có những cái lò lớn như vậy đó. Đây, đây là anh này anh trai đang xây cái gì đây, làm đậu hũ hay gì đây. Thì ra là anh trai ngoài kia là xây đậu nành. Đậu nành, đậu xanh á, cái bên đem vô đây mình nấu là này, những cái lò nấu đậu hũ nè. Có những cái motor nó đánh như vậy đó. Rất là lớn luôn. Sau khi nấu xong cho ra những cái khuôn như thế này để làm những cái đậu hũ. Mới vừa ra khỏi cái chỗ nấu ăn rồi. Rất là mệt. Rất là mệt, rất là đông, rất là vui luôn. Đây là cái chạy cơm số 1 hay gì đây. Nãy giờ qua 2 chạy cơm rồi, tiếp tục tới chạy cơm này. Dòng người thì cứ chen chúc nhau mà đi ha. Đông quá luôn rồi. Đây cho cà phê miễn phí luôn á bà con. Hãy
Dạ, đây là chạy cơm số 4 chứ không phải là số 1. À, xin mời cô bác bà con chúng ta ghé lại dùng cơm tự chọn và dùng nước giải khát tự chọn bà con ơi. Ở đây có đại nước, cà phê, trà cam và nước suối nha. Vậy uống ly nước cho mát cho khỏe đi, xong rồi chúng ta đi tiếp. Dạ, để bà con mình muốn uống cái gì đó lấy uống nha. Đây cà phê đây. Được. Mới xin được một ly cà phê đặc biệt thơm ngon nè mọi người. À, ly cà phê đặc biệt thơm ngon, uống rất là ngon luôn ha. À, quý vị ăn cơm ngoài bàn đó, mình có thể cử người đại diện qua đây bưng nước qua uống nha quý vị. Đó, một người chúng ta bưng 5-7 ly qua bàn ngồi uống. Anh đi muốn hết chạy cơm số 4 rồi. Mấy đây là sắp hết rồi. Quá đông luôn. Quay hello lại coi, hello lại coi. Ừ. Em gái đi chơi gặp mình cái là hello, nãy giờ là vậy không đó mọi người. Đu. Rồi bây giờ là đảo lại nè. À, đảo lại là quay lại chứ. Chào mọi người. dính rồi né cũng dính nữa, quay cái em gái né. Chạy cơm này nữa là hết cái đoạn đường mình đi rồi. Hello hai em gái xinh đẹp. Gặp tao quay cái đồ. Ta đang ăn cái làm mắt tự nhiên ha. Thôi ăn tiếp đi em, anh nghỉ quay rồi. Em gái nó mắc cỡ bà con. Tự nhiên á, anh quay phim này anh lãng xẹt luôn. À, anh trai để anh nói hai thằng trai không quay ha. Bây giờ quay. Phải quay lại mới được. Để người ta phân bì. Đó. Ở đây là món ăn tự chọn hả cô? Đây là những món ăn tự chọn, ai thích ăn cái gì mình chọn cái đó. Yên tâm đi, không có lên sóng đâu sợ. Rồi. Những món ăn tự chọn thơm ngon, những món ăn chay bà con ơi, ai thích ăn cái gì thì mình lấy cái đó nha. Đây ban phục vụ của món ăn tự chọn đây. Chỗ này là mấy cô mình được phục vụ bánh xèo. Bánh xèo thơm ngon. Đang ăn bị quen phim. Không có, thấy vị tự nhiên mà đẹp á. Che vị mà mắt tự nhiên hết. Đây nè, để tao quay người đẹp. Đây là ngốn nguyên cục luôn nè, cho coi nè. Nè, thấy chưa, thấy tao ngốn nguyên cục luôn. Vô phải vô cho tròn clip hết đồ. Ngốn quá ngốn luôn. Dạ con ở Long Xuyên cô ơi. Dạ. Đâu làm cái ơi, ngốn lại cái. Dạ quay hoài mấy em gái ngại. Đi hồi sớm tới bây giờ chen hơn cả hơn một tiếng đồng hồ rồi. Mấy thoát khỏi chỗ mà chạy cơm này. Từ mấy chạy cơm số 2, số 3, số 4 đây bà con ơi. Quá nhiều quá đông, đi chen chút. Hồi nãy lúc mà mình đi chen á, mấy chú này đi đổ rác phải hỏi càng như vậy đó, để cho bà con mình tránh ra cho dễ đẩy ha.
Nãy mình đi chen mình không thể nào quay được hết. Quá đông luôn. Em gái đang chụp ảnh tự sướng ha. Chú mình đang đánh bột để đổ bánh xèo. Đánh bột hay đánh bằng máy đó. Nguyên một cái thùng to đùng luôn. Mấy cô đây thì phụ tiếp lặt rau. Má với mẹ còn đứng ở dưới kìa. Quá nhiều luôn. Đi theo cô Tâm kìa. Mấy cô mình lặt rau để ăn bánh xèo đây. Dạ chào mấy cô. Chào. Mấy cô mình tiếp lặt rau ăn bánh xèo ha. Mấy cô là đến từ phái đoàn nào đây mấy cô ơi? Con không nghe luôn. Sợ nó chạy vô cái xe không vô. Dạ tự đến nha. Ai có lòng thì mình đến mình tiếp lễ của ông ha. Dạ, đó mấy cô mình cho biết là ai có lòng đến tiếp. Đây rất. Dạ, An Biên. An Biên Kiên Giang. Mấy cô đây. Còn mấy cô trong kia nữa kìa. Dạ chào mấy cô luôn. Dạ của con là Gió Phương Nam. Gió Phương Nam. Quay bà đây nha, chú quái nè. Dạ. Cô này là miền ngoài hả gì? Cô nói quay người không quay, quay đống rau không à. Mấy cô bên đây nữa nè. Dạ, mấy cô này lặt rau đây. Dạ. Bây giờ cô phải quay mặt ra mới thấy được cô ơi. Con thấy ai cũng đẹp hết trơn á. Dạ. 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 Đây bà con mình đi rất là đông luôn ha. Đây nữa nè. Ôi. Đây là những cái bàn ngoài trời luôn. Ăn bánh xèo. Bà con mình bu đông quá luôn rồi. Đây mấy cô đổ bánh xèo đây để phục vụ. Ai muốn ăn thì cứ cầm dĩa lại sẽ được những cái bánh xèo thơm ngon. Em gái đang chờ. Cô này đang đổ một mình cô mà đang đổ 10 cái chảo. Chỉ là một mình cô thôi. À, quay mấy cô đi lễ luôn ha. Tên gì nè quên nè. Dạ con là Gió Phương Nam cô. Dạ. Cô nói là cô có gặp kênh Gió Phương Nam rồi. Bữa nay là mới gặp đi ngoài đường. Kênh của anh là kênh gì? Kênh Gió Phương Nam. Gió Phương Nam đúng rồi. Có luôn rồi ha, vậy bữa nay là gặp khán giả luôn ha. Hả? Có đăng ở trên YouTube đó, kênh Gió Phương Nam đó. Đây là dĩ nhiên rồi, dễ gì bỏ được. Rồi chào mấy bạn mình nha, rất là vui luôn. Vậy là Đại học Kiên Giang xin chào các bạn hả. Sau một lúc chen lắng ở trong những cái chạy cơm từ thiện đó mọi người, thì Gió Phương Nam cũng đã thấm mệt rồi.
định vô đó để kiếm một dĩa cơm ăn lót dạ, nhưng thật sự gió phương Nam không có kiếm được vì phải lo quay cái không khí cái lễ hội cho mọi người thưởng thức thôi, nên bây giờ gió phương Nam mệt quá mà chưa có miếng cơm nào để lót dạ hết. Thôi bây giờ chắc có lẽ là clip của gió phương Nam đến đây cũng xin được kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video clip lần sau nha. Rồi, xin chào.